Nhìn cái đống này các bạn thấy có tiềm năng không? Có còn hy vọng cho năm nay không? Nhưng có một bất ngờ mà tôi muốn giới thiệu đến mọi người ở video này. Mọi người xem hết video này nhé. Tôi sẽ để ở gần cuối, sẽ không làm mọi người thất vọng đâu. Đấy. Chúng ta bắt đầu. Đây. Mặc xuân của tôi đây. Nó hơi nát các bạn ạ. Nhưng mà tôi vẫn hy vọng năm nay tôi sẽ có được một bông da hồn. Đấy, một bông da hồn. Đây này. Nó chết rất là nhiều luôn các bạn này. Đấy. Không biết các bạn thế nào chứ. Năm nay tôi chết cực kỳ nhiều luôn. Rất nhiều là đằng khác. Đấy. Nhìn chán gọi là ơi. Chán dã man luôn các bạn ạ. Cây này lá nó buồn cười này. Nhìn nó rất là chán đây. Đây là cái cây mặc. Mấy cây hàng đông này. Đây, đây là mấy cây hàng đông này các bạn. Đây là mấy cây hàng đông. Nhưng đây mới là cái nhân vật chính mà tôi muốn giới thiệu đến mọi người này. Đây, các bạn có thể nhìn qua này. Tôi cũng không ngờ luôn. Tôi cũng không ngờ tự nhiên là có một cái bông nó này. Nó xịn ngoài mức tôi nghĩ luôn. Cái lưỡi của nó trắng, trắng trắng kiểu trắng, trắng tinh và trắng mịn luôn các bạn. Đấy, đây là một cái hàng đông thôi các bạn. Không có hương đâu. Nó mà là cái cây này mà cây mặc xuân thì chết rồi. Đây. 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 Đây các bạn. Cái lưỡi của nó gọi là nó trơn thật. Nó trắng kiểu nhợt nhạt đấy các bạn. Nó kiểu vàng vàng đấy các bạn này. Đây. Đấy, các bạn thấy không? Cái mũi của nó cũng vậy, mũi cái đầu mũi này. Đầu mũi cũng sạch, trắng sạch gọi là sạch băng luôn. Bên trong thì là vẫn còn tí tí ạ. Nhưng mà cái đầu mũi này thì là, đấy các bạn thấy không, cái lưỡi và cái mũi nó sáng thì thành ra cái mặt bông rất là sáng. Cái mùi gọi là quá nhẹ, hầu như không có mùi luôn. Đây, cái này cần cái này, cái bẹ là màu hồng. Đấy. Đây cũng là một khá là hay. Các bạn thấy không? Các bạn đây, nhìn trong video các bạn thấy này. Nhìn nó rất sáng luôn. Cái này thì là cái cánh hoa của nó rủ xuống đây ra. Nhìn cái cánh hoa nó buồn thiu thiu các bạn ạ. Đây là một cái hàng đông thôi các bạn. Quá ấn tượng. Tôi không nghĩ là nó sáng được như này đâu. Đây. Cũng khá là bất ngờ. Trong một cái đống mà gọi là khá là nát tươm như kia. Đây, khá là nát tươm. Đây. Khá là nát luôn. Đây. Trong cái đám này thì nó cũng đang ra rồi các bạn ạ. Nó đang bật nụ trong cái đống này rồi. Nhưng mà hiện tại thì tôi đang lười quá và tôi chưa dọn được cái đống này. Và một phần tôi cũng đang khá phấn khích khi tôi vớ được cái bông này. Mặc dù là hàng đông thì nó cũng không có giá trị mấy đâu. Đấy. Cái này này, cánh hoa buồn, cánh hoa chúng ta không nói, cánh hoa rủ xuống rất là buồn. Còn cái màu của nó là tôi thấy cái kiểu hồng hồng tím tím ấy. Đấy. Và cái chỗ này là nó trơn, là nó trắng, là nó trơn. Nó trơn, trơn rất là sáng luôn. Đây. Các bạn có thể thấy này. Đấy. Trơn rất là sáng. Đây. Các bạn đánh giá cái bông này thế nào? Theo tôi thì bông này khá là hay. Chơi được. Giá trị kinh tế thì là không cao. Đấy. Tại vì sao? Tại vì nó là hàng đông. Và cái mặt hoa của nó buồn. Và không được đẹp. Đấy, không được đẹp. Nó được điểm duy nhất là cái lưỡi và cái mũi. Cái mũi thì nó không trơn hẳn đâu. Cái mũi là đoạn bên trên nó được khoảng nửa ngoài này. Nửa da bên ngoài thì nó trơn. Đấy. Cái này được cũng lưỡi thôi. Đấy. Cũng là cho nếu mà anh ấy cho vào bộ sưu tập là cũng ok. Này.
nhìn tự nhiên thấy sáng luôn, nhìn bông, các bạn nhìn cái bông hoa này thấy lưỡi phát các bạn sáng luôn, thấy sáng luôn. Đó, khá là hay, rất là vui các bạn ạ.